Con kính gửi sư Hạnh Tuệ, con có coi video sư giảng với nội dung tiền trộm cắp thì không đem đi cúng dường chư tăng được. Sư cho con hỏi những trường hợp sau thì tiền mặt hoặc chuyển khoản, tài sản có thể tạo phước trong Phật giáo. Hùng phước cúng dường bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, dùng tiền mặt hoặc chuyển khoản mua đồ cúng dường chư tăng. Ngoài Phật giáo ủng hộ tiền mặt. Quý vị làm ơn làm phước, tóm gọn câu hỏi dùm sư nghe. Chứ còn quý vị hỏi mà nó dài dòng, nó lê thê như thế này thì nó rất là khó cho sư và khó cho mọi người. Thí dụ như ủng hộ rồi cho những hoàn cảnh cần sự giúp đỡ, hoặc là con vật cần sự giúp đỡ. Số tiền này có được trong giai đoạn trộm cắp. Rồi, thì bây giờ... tức là cái tài sản này có được trong giai đoạn làm các việc bất thiện. Quý vị á, sư nói, sư cái này là sư nói một cách chân thành nha. Khi gửi câu hỏi á, chúng ta phải biết cách gửi câu hỏi để cho nó ngắn gọn. Chứ còn mình trình bày dài dòng lê thê á, thì nó không có đưa vào trọng tâm. Bây giờ sư tóm gọn giùm quý vị cái câu hỏi như thế này nè. Tức là bây giờ cái tài sản mình có được do làm việc bất thiện, thì mình có nên đem cái đó để mình bố thí hay là không? Sư tóm gọn cái câu nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đừng có nghĩ nó lung tung quá, nó làm mình rối thêm. Trong trường hợp đó, phân biệt giùm sư cái này nè. Đức Thế Tôn, Ngài không bao giờ khuyến khích chúng ta làm ác để có tiền bố thí cúng dường. Không bao giờ Ngài khuyến khích. Giống như á, cái kiểu chúng ta nói là lấy của người giàu chia cho người nghèo á, chuyện đó Phật không bao giờ cho phép. Sư lặp lại một lần nữa, nhớ giùm sư. Đức Phật không bao giờ khuyến khích chúng ta làm ác để có tiền đi làm phước. Ngài không bao giờ khuyến khích điều đó. Rồi, cái đó là vế thứ nhất. Cái vế thứ hai là tài sản chúng ta có được thì nên làm phước, thay vì dùng tài sản đó để tạo điều bất thiện. Sư lấy ví dụ, chúng ta có một khối tài sản thì thay vì dùng tài sản đó để chúng ta ăn chơi, đua đòi, tiêu xài, lãng phí, thì nên dùng tài sản đó cho những việc đúng đắn. Ví dụ như làm phước, giúp đỡ người khác, biết chia sẻ cho những điều lành, thì đó là điều nên. Nhớ giùm sư nha, hai vấn đề này đó nó khác nhau. Hoặc là sư nói một cái nữa để cho quý vị hiểu nè. Thí dụ như một người họ làm nghề trộm cắp thì Đức Thế Tôn không bao giờ khuyến khích là đi trộm cắp để lấy tiền đó làm phước. Ngài không bao giờ cho phép. Nhưng nếu như một anh á, ảnh đi trộm cắp rồi, bây giờ ảnh quy y Tam Bảo, ảnh giữ giới, thì từ giờ trở đi ảnh không bao giờ trộm cắp nữa. Và ảnh thắc mắc là bây giờ tài sản trước đó con đã trộm cắp thì con có thể dùng tài sản đó để con làm thiện được hay không? Thì câu trả lời là được. Tức là cái giai đoạn của ảnh là ảnh đã cắt đứt việc làm ác rồi, không làm ác nữa. Cái tài sản có được lúc trước á, thì dùng tài sản đó để đi làm thiện. Phân biệt giùm sư cái này ha. Rồi.
Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.